Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Hội nghị giao ban xây dựng Đảng quý 3 năm 2019. Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ xanh sạch trong xây dựng hạ tầng. Bộ Trạch tập trung phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban xây dựng Đảng quý 3 năm 2019. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Lãnh đạo các ban và văn phòng Tỉnh ủy. Đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tỉnh ủy. Quý 3 năm 2019, Quảng Bình triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 9 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng cực đoan, kích động, chống phá, gây mất ổn định tình hình. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tăng cường chỉ đạo, dự ước đạt và vượt so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 đạt mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra, được ban chỉ đạo diễn tập quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có chất lượng trên các mặt công tác. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới gây ra để ổn định tình hình trên địa bàn. Cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong quý 3, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 217 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 348 đồng chí. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện đồng bộ và thống nhất. Công tác giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, bố trí, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện đúng quy định. Chính sách cán bộ được quan tâm. Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực công tác nội chính của cấp ủy, dân vận, văn phòng cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý 4 và của năm 2019. Sáng nay ngày 19 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty Cổ phần Troy Quảng Bình, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ xanh sạch trong xây dựng hạ tầng, đường giao thông và sản xuất gạch không nung từ đất đồi. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận sáng kiến tổ chức hội thảo của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Troy Quảng Bình. Để công nghệ được ứng dụng và đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị hội thảo tập trung làm rõ các nội dung sau: tình hình mới, tiên tiến và sáng tạo của công nghệ, khẳng định được công nghệ xanh sạch, thân thiện với môi trường, không ô nhiễm thông qua nguyên lý công nghệ, những lợi thế so sánh ưu tiên của công nghệ, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của công nghệ, chất liệu dự kiến của sản phẩm gồm đường giao thông, gạch không nung theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và quốc tế. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Troy. Đây là đơn vị ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phân phối độc quyền chất ổn định đất và chất ổn định môi trường của tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Canada. Tại Việt Nam, Troy có văn phòng đóng ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Các sản phẩm chính của Troy là về công nghệ nano xanh sạch, chất ổn định đất, Rust Packer, giải pháp xây dựng đường sá,
kinh thủy lợi và căn hộ thay thế phương pháp truyền thống. Quy hoạch tầm nhìn phát triển đô thị xanh và công trình xây dựng xanh tại Việt Nam, đóng góp của công nghệ nanotroy. Sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ nanotroy vào xây dựng đường xá, nhà ở và kênh thủy lợi tại tỉnh Quảng Bình. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến các ứng dụng và ưu điểm công nghệ troy và các ứng dụng trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Hôm qua ngày 18 tháng 9, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 cho các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt nội dung về công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và chi bộ, thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra Đảng, công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, kỷ luật của đảng và việc giải quyết kiểu này về kỷ luật đảng. Ngoài ra, thảo luận một số tình huống nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, qua đó vận dụng sáng tạo có hiệu quả, góp phần nâng cao sức chiến đấu cho tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ chi bộ cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh. Huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, toàn huyện Minh Hóa đã tổ chức triển khai thu thập thông tin của 152 địa bàn, trong đó có một địa bàn điều tra đặc thù. Theo báo cáo dân số huyện Minh Hóa đến khi kết thúc điều tra là 50.670 người, trong đó nữ 25.027 người. Dân số phân bổ ở thành thị là 6.404 người, nông thôn là 44.266 người. So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của huyện không thay đổi so với các huyện trong tỉnh, đứng vị trí cuối cùng. Sau 10 năm, quy mô dân số của huyện tăng thêm hơn 4.200 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 0,91% trong một năm, giảm nhẹ so với 10 năm trước. Quá trình đô thị hóa diễn ra trên địa bàn huyện cũng rất chậm, tỷ lệ tăng bình quân là 2,57% trong một năm trong giai đoạn 2009-2019. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới vừa tổ chức tập huấn cấp tác tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn công tác chuẩn bị thực hành và khắc phục hậu quả bão lụt, phương án cứu vớt hàng hóa, cứu người đuối nước trong bão lũ, cấp cứu người bị đuối nước, thực hành cơ động lực lượng, hạ thủy phương tiện cứu hộ cứu nạn, luyện tập lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị đuối nước. Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, trình độ, kỹ năng, phương pháp sử dụng phương tiện, thực hành cứu hộ cứu nạn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cả xã, phường, lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản khi có thiên tai xảy ra. Xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, những năm qua huyện Quảng Trạch đã ưu tiên nhiều nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Tuy vậy, do điều kiện khó khăn, địa hình phức tạp nên toàn huyện vẫn còn 6 địa phương khó hoàn thành tiêu chí giao thông. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các địa phương của huyện Quảng Trạch đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tuyên truyền vận động người dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền và ngày công lao động để giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Toàn huyện đã bê tông, nhựa hóa được trên 68 km đường liên xã, khoảng 510 km đường liên thôn, ngõ xóm và đường nội đồng. Toàn huyện Quảng Trạch đã có 12 trên 18 xã hoàn thành tiêu chí giao thông. Hiện vẫn còn 7 xã Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Thạch, Quảng Trường, Cảnh Hóa rất khó khăn trong thực hiện tiêu chí giao thông. Vì đây là những địa phương có địa hình phức tạp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp nên khó khăn trong huy động nguồn lực. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên nông dân vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi và giảm nghèo bền vững. Theo đó, các cấp hội đã tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho hơn 350 hội viên nông dân, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý 178 tổ tiết kiệm và vay vốn cho hơn 700 lượt hội viên vay với tổng dư nợ trên 440 tỷ đồng. Duy trì phong trào nông dân giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực như giúp đỡ tiền mặt, ngày công lao động, lương thực. Nhờ vậy nên từ đầu năm đến nay, huyện Lệ Thủy đã có thêm 30 hộ nông dân thoát nghèo. Xác định phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa là một trong những hướng đi mới góp phần tạo việc làm cũng như nâng cao đời sống cho người dân.
Trong những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, huyện Bố Trạch đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Thực hiện đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020, huyện Bố Trạch đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển. Riêng đối với chăn nuôi bò, huyện đã tập trung đẩy nhanh tiến độ cải tạo đàn bò vàng của địa phương theo hướng lai dê bu để tăng nhanh số lượng bò lai. Bố Trạch đã trích ngân sách hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò, trong đó hỗ trợ 10 triệu đồng đối với những hộ nuôi từ 20 con bò lai trở lên và hỗ trợ 20 triệu đồng đối với những trang trại nuôi từ 100 con bò lai trở lên. Nhờ vậy nên đến nay, phong trào chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh. Để góp phần thúc đẩy phát triển nền chăn nuôi của huyện nhà, thì trong giai đoạn 2016-2020, huyện Bố Trạch ban hành cái đề án phát triển chăn nuôi. Cái trọng tâm hướng đến của đề án là thúc đẩy chăn nuôi quy mô trang trại, rồi chăn nuôi quy mô gia trại và hỗ trợ phần cho các cái hộ chăn nuôi là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua 5 năm thực hiện cái đề án này thì cũng gặt hái được nhiều kết quả và cái mục tiêu của đề án thì cơ bản đã hoàn thành. Nam Trạch là một trong những địa phương đi đầu trong việc hỗ trợ người dân phát triển mô hình chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa. Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã tiến hành giải ngân 550 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Hội Nông dân Trung ương để phát triển đàn bò lai. Đặc biệt, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã Nam Trạch còn chủ động hỗ trợ người dân các thủ tục pháp lý để vay vốn, thuê đất, hỗ trợ giống cỏ VA06 để trồng phục vụ chăn nuôi. Nhờ vậy nên đến nay, tổng số đàn bò của xã Nam Trạch đã lên đến hơn 1.000 con, trong đó tỷ lệ bò lai đạt trên 75%. Hội nông dân xã cũng như ban nông nghiệp xã là tham mưu cho xã lập quy đề án chăn nuôi giai đoạn 2016-2020 của xã, trên cơ sở là tăng chất lượng của cái đàn bò lên và là xây dựng nhiều các cái gia trại, trang trại về phát triển chăn nuôi. Thì tại thời điểm này đối với xã nhà đang còn đẩy mạnh công tác về chăn nuôi và chú trọng về chất lượng đàn bò với cái phương châm là càng ngày càng chất lượng và là lai hóa đàn bò. Thì tại thời điểm này thì xã đang cùng là tiếp cận các cái chính sách của cấp trên về các cái đề án về chăn nuôi, thì tiếp cận để rồi hỗ trợ cho bà con là về cái phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện về tăng thu nhập cũng như tăng cái lao động nông dân có việc làm. Năm 2010, ông Nguyễn Văn Chi ở tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Nông Trường Việt Trung đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chuồng trại và mua 5 con bò về thả nuôi. Thời gian đầu nuôi bò bản địa sinh trưởng chậm, hiệu quả kinh tế không cao. Sau đó ông quyết định đầu tư lai hóa đàn bò. Đến nay, trang trại của ông có 32 con bò lai, trong đó có 25 bò cái sinh sản và 7 bò vỗ béo. Mỗi năm từ việc bán bê con và bò vỗ béo mang cho gia đình ông nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng. Tôi nuôi bò thì cũng được gần 10 năm rồi mà. Trước đấy thì tôi thì nuôi thì cũng dò lè thì cũng ít. Nên sau đấy thì gió mưa bão là của 2017 là hân phỏ công sú là nói tôi giờ vay vốn là được huyện là đầu tư là giúp đỡ mới tôi mới nuôi lên giờ bò tôi lên phát triển lên càng mạnh là cũng hàng năm tôi có điều kiện cũng có số bò để mà giữ ra để tôi mới bán được để cải thiện là đời sống. Với những hiệu quả từ nuôi bò theo hướng hàng hóa mang lại đã và đang khẳng định đây là hướng đi đúng đắn và mang tính bền vững. Đặc biệt, đối với địa phương có nhiều lợi thế trong việc phát triển chăn nuôi như Bố Trạch, thì nuôi bò theo hướng hàng hóa sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 19 tháng 9 năm 2019. Khu vực thị trấn Ông Lê, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông có đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa. Trong cơn